Do ảnh hưởng bão số 6 nên nhiều địa phương ở tỉnh xuất hiện mưa lớn, gây sạt lở. Ngày 12 tháng 11, ông Nguyễn Văn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Bông huyện Ia Ca cho biết, xã đang chỉ đạo công tác khắc phục đoạn đường liên xã qua các xã Io, Cư E Lan bị sạt lở, hư hỏng nặng. Hiện lực lượng chức năng địa phương đổ gần 20 xe đất, đá nhưng chưa thấm vào đâu. Có thể khoảng 3 đến 4 ngày nữa, những con đường bị sạt lở mới lưu thông trở lại bình thường được, ông nói. Ông nói thêm, các đoạn đường bị hư hỏng do mưa bão chưa sửa chữa kịp thời, do đó, học sinh phải lội ruộng để đến trường học. Tương tự, tại một số xã bị ngập sâu ở huyện, công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây nên cũng đang khẩn trương được triển khai. Toàn huyện có 1.021 căn nhà, 486 hecta cây trồng bị ảnh hưởng do bão số 6. Trong đó, nhà ở xã Liên có 786 căn, xã Nuôi 200 căn và thị trấn Liên Sơn 35 căn bị ảnh hưởng. Hàng loạt ngôi nhà ở bị ngập sâu trong nước. Về cây trồng, bị ảnh hưởng nhiều nhất ở xã Nuôi 160 hecta, Liên 120 hecta, Bông Rang 102. Bên cạnh đó, có trên 3.400 con gia cầm, 40 con lợn bị lũ cuốn trôi. Cùng ngày, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, theo báo cáo nhanh, tính đến ngày 12 tháng 11, sau bão số 6, toàn tỉnh có 1.133 nhà ở bị ảnh hưởng, ngập lụt, trong đó có 1 nhà bị sập, 9 nhà bị tốc mái. 2. 206 hecta cây trồng các loại bị ngập lụt, khoảng 34 km đường các loại bị hư hỏng, sạt lở, lầy lội, 9 công trình đầu mối bị hư hỏng, 6,2 km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp. Tổng ước tính thiệt hại khoảng gần 60 tỷ đồng.